có sổ nhiều khi còn xảy ra tranh chấp, có sổ mà người ta còn nói là chưa chắc ăn, có sổ mà nhiều người họ nói còn chết trên đống tài sản, không chi bây giờ mình chưa có sổ thì tài sản đó cũng không phải là của mình luôn. Đừng có mua cái loại đất này nếu anh chị không muốn mà tiền mất tật mang. Bỏ tiền ra thì được mà xài không có được, rồi chuốc thêm rất là nhiều cái lo âu cho bản thân mình. Xin chào tất cả các anh chị đến với kênh Hiệp Bất Động Sản. Và đừng quên Hiệp có bán bất động sản, và Hiệp cũng có đào tạo cho những nhà đầu tư hoặc môi giới bất động sản chuyên nghiệp. Trong video ngày hôm nay, Hiệp lại nhấn mạnh thêm một lần nữa là một cái loại đất mà có rất là nhiều người đang nhờ Hiệp trong cái giai đoạn vừa qua để tháo gỡ cho các anh chị đã lỡ mua bán, lỡ ký hợp đồng khi mà mình xuống tiền ở những cái nơi này rồi. Có người xuống ít thì là 6-70%, còn có người xuống đến 95%, nhưng mà vẫn còn đứng y nguyên ở trong đó. Bây giờ muốn bán lại thì không có được, bởi vì người ta cũng không có dám mua. Mà xây nhà thì cũng không được, bởi vì chưa có sổ thì làm sao mà để xin giấy phép xây dựng. Mà bây giờ đòi lại tiền của chủ đầu tư thì cũng không có xong. Thì có nhiều người là chủ đầu tư cũng không trả lời cho họ luôn, hoặc là người ta đã hứa lần hứa lửa 3-4 lần rồi. Còn có người thì nhắn tin cho Hiệp là đến 2027 thì chủ đầu tư mới có thể hoàn lại tiền, trong khi là mình đã đưa cho người ta đến 70% từ lâu lắm rồi, mà 2027 thì mới có cơ hội nhận lại tiền của mình thôi. Và lúc này anh chị sẽ bỏ mất rất là nhiều thứ. Thứ nhất là tiền của mình chôn ở trong đó nhiều năm không có xài được. Cái thứ hai nữa là mất cái chi phí cơ hội cho chính bản thân mình. Và một cái điều đặc biệt quan trọng nữa là mình lúc nào mình cũng cảm giác là áp lực, là lo âu, là khó chịu, là rất là nhiều cái yếu tố tiêu cực khi mà mình xuống tiền mà cuối cùng lời là đã không có rồi, mà tiền lấy lại cũng không xong. Thì anh chị hãy cùng coi là cái loại đất này là đất nào để chúng ta có những cái phương án để phòng tránh. Và nói đến đây là các cái bạn mà làm bất động sản mà chưa có sổ, tức là mới là cái thuộc dạng là hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, hứa mua hứa bán vân vân các kiểu thì sẽ không vui. Nhưng chúng ta hãy nhìn ở cái khía cạnh là hãy nói sự thật để cho mọi người cứ phải ra quyết định, là mình biết là nếu mình chấp nhận câu chuyện này thì mình phải chấp nhận là cái rủi ro, chấp nhận cái áp lực ở phía sau, và chấp nhận là đôi lúc á người ta hứa là cho anh chị là 3 năm, 5 năm sau giao sổ nhưng không có sổ, đôi khi mình cũng phải chịu. Thì đó là đất dự án, đó là đất dự án mà dự án này chưa có sổ nha anh chị. Rất là nhiều người, và gần như Hiệp thấy là không phải chỉ một tỉnh mà nhiều tỉnh khác nhau đều xảy ra cái tình trạng này hết. Và có những cái khách hàng ở bên Mỹ nhắn tin về cho Hiệp để hỏi là đã mua ở cái dự án, và Hiệp không đọc tên dự án của người ta nha, và bây giờ không biết phải làm như thế nào, Hiệp có thể giúp đỡ được hay không. Và sau khi trao đổi thì cái chị này có nhắn là đến 2027 thì họ mới hứa có thể trả lại tiền cho chị. Nhưng mà đây mới là lời hứa thôi nha anh chị nha, còn thực tế làm thì có trả hay không thì chưa biết. Và cũng có rất là nhiều người khác mua ở dự án khác là họ hứa lùi ngày trả đến văn bản đến lần thứ 3 rồi anh chị. Văn bản đến lần thứ 3, tức là mỗi văn bản thì họ lùi 1 đến 2 năm. Xong sau đó quá cái thời hạn này mà không thấy họ động tĩnh gì hết, là bắt đầu lại đi lên để gặp họ để ABC này các kiểu, xong lại họ lại đưa cho mình một cái văn bản, mình lại đợi 1-2-3 năm nữa. Tức là cứ luôn luôn ở trạng thái rất là nóng lòng, thì cảm giác bực bội khó chịu nó treo. Cho nên là cái phần mà khi mình mua tài sản á, phát triển có lợi nhuận cái đúng sai thì chưa tính, nhưng mà cái phần đầu tiên Hiệp khuyên mọi người là nếu mình không phải là đầu tư mạo hiểm thì cách tốt nhất là mình mua đất có sổ đi anh chị, đất có sổ đi. Bởi vì pháp lý và về mặt có sổ thì đôi lúc còn chưa chắc sang tên được, có sổ nhiều khi còn xảy ra tranh chấp, có sổ mà người ta còn nói là chưa chắc ăn, có sổ mà nhiều người họ nói còn chết trên đống tài sản, không chi bây giờ mình chưa có sổ thì tài sản đó cũng không phải là của mình luôn. Mà ông dự án thì ông bỏ đó, ông đi chỗ khác rồi, ông phát triển dự án chỗ khác rồi, thì bây giờ mình không biết phải xử lý như thế nào. Và đặc biệt là có cái phần khi anh chị mà đã ký hợp đồng với người ta rồi thì bây giờ mình không có thay đổi được hợp đồng. Có rất là nhiều người, bữa giờ anh chị đã lên trên mạng có thấy không, các cái tập đoàn, và Hiệp cũng sẽ không đọc tên họ, các tập đoàn thì thậm chí có nhiều người là thuê người đến để quỳ trước cái công ty, quỳ trước cái tập đoàn đó để lạy người ta, đúng nghĩa lạy sống luôn, để mong lấy lại tiền. Cho nên là khi mà mình đã bỏ tiền ra rồi á mà mình phải đi quỳ lạy người ta, mình chưa lấy lại được tiền, rất là cực anh chị. Thì tại sao mình lại không chọn cái phương án khác, là cái phương án là mình mua cái tài sản có sổ đi. Và anh chị hãy lưu ý nè, cái phần mà dự án á, là chưa chắc nó tăng nhiều lần cho anh chị đâu, nhưng mà họ vẽ ra cho anh chị là nhiều cái điều kiện tốt đẹp, và bây giờ họ sẵn sàng là thuê lại, mặc dù cái dự án đó nó có cái mảnh đất không, nó không có gì hết trơn, mà người ta sẵn sàng thuê lại anh chị trong vòng 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm luôn. Nếu anh chị xuống tiền đủ, người ta sẽ thuê lại cho anh chị trong vòng 3 năm. Còn sau 3 năm đó người ta không cam kết thuê nữa, thì cái số tiền họ trả cho anh chị, liệu là họ bỏ tiền túi vào
họ trả tiền thuê cho anh chị trong vòng vài năm, hay là chính tiền của anh chị bỏ ra rồi anh chị lại thu tiền của mình về? Anh chị sẽ có câu trả lời này, đúng không? Cho nên là cái phần mà mình mua là cái pháp lý vẫn là số 1. Pháp lý vẫn là số 1. Cho nên trong video ngày hôm nay, Hiệp chỉ chia sẻ với anh chị một sản phẩm duy nhất, một cái dòng phân khúc duy nhất, đó là bất động sản, dự án mà chưa có sổ. Dự án gì cũng vậy, chưa có sổ gì. Đương nhiên vẫn có những cái dự án mà họ hứa rồi họ vẫn thực hiện được nha anh chị nha. Nhưng cái phần mà mình phải chấp nhận cái câu chuyện rủi ro cũng không xài được luôn. Nếu mà một số dự án mà mình có thể mình ở trên đó được rồi tính, à tôi phải trước tiên giải quyết cái việc ở của tôi được cái đã, à thì anh chị sẽ xác lập được là cái hành vi mình ở trên đó và mình có sử dụng được thì ít nhiều nó còn đỡ. Chứ bây giờ họ giao cho mình cái dự án không là rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là bây giờ họ chưa có sổ, họ cũng không bàn giao tài sản, cũng không bàn giao sổ, và anh chị không xây nhà được. Và cái điều đặc biệt nữa là khi luật đất đai mới 2024 được thông qua như thế này nè, có thể cái dự án họ mà chậm cái phần mà thuế hoặc các cái nội dung liên quan đến cái pháp lý, có thể nó bị vướng, bị mắc lại và phải đi chờ giải quyết rất là khó khăn. Và một cái doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam họ chết bởi vì nhiều yếu tố anh chị, có yếu tố về bị bong bóng cho chính cái tài chính của họ, vay quá nhiều. Thứ hai nữa là cái phần là bất động sản sụp đổ, tài chính của họ bị cắt, cái phần trái phiếu bị nợ quá nhiều, và đặc biệt là có một phần là họ cũng bị vướng pháp lý luôn. Nhưng mà đó là có những dự án là thuộc dạng là tập đoàn số 1 Việt Nam và họ có nhiều cái nguồn lực khác nhau. Còn những dự án nhỏ hơn thì Hiệp thấy rất là nhiều nơi họ bỏ hoang 10 năm, thậm chí mười mấy năm luôn, vẫn chưa có sổ, và bây giờ cỏ nó mọc đầy ở đó. Người dân thì đã bỏ tiền cho chủ dự án rồi, chủ dự án thì đang ngâm ở đó không biết phải giải quyết đến khi nào. Thì cái này là một cái phần rất là đau đầu. Và đôi lúc đây Hiệp đang chia sẻ cái phần minh bạch nha, còn cái phần không minh bạch thì không biết họ có mang cái cuốn sổ lớn đi, sổ tổng đi, hoặc là cái sổ đã chia ra rồi họ không biết là họ có đi bỏ vào trong ngân hàng để phát triển dự án hay không. Thì nếu mà anh chị thấy cái dự án nào mà họ mang sổ người dân mà bỏ vào trong ngân hàng rồi họ lại lấy tiền đi phát triển dự án còn không giao sổ người dân, thì anh chị hãy comment ở dưới cho Hiệp và khán giả sẽ biết. Tuy nhiên ở trong giới hạn video ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với anh chị một cái tư duy, đó là cái tư duy an toàn ở trong đầu tư. Cái tiêu chuẩn đầu tiên phải là an toàn cái đã, rồi tiêu chuẩn thứ hai mới là sinh lợi. Nếu mà an toàn nó còn không đáp ứng được thì khả năng sinh lợi rất là kém. Trừ trường hợp anh chị là một chuyên gia về giấy tờ sổ sách thì anh chị có thể mua những cái bất động sản nó chưa có giấy tờ. Nhưng mà nếu mình chuyên gia thì mình cũng khó can thiệp vào trong dự án, bởi vì cái chức năng đó là của dự án làm chứ cũng không phải của mình. Và nếu anh chị đã có đủ cái trình độ, có đủ bản lĩnh, kiến thức và mối quan hệ như vậy thì anh chị hoàn toàn có thể mua đất ở ngoài để anh chị làm, nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Và một cái phần đặc biệt nữa là cái đất dự án nó vẫn có thể tăng giá anh chị, nhưng mà thực ra là nó đã hình thành rồi ha, nó đã được gọt giũa rồi, đã add value rồi, thì bây giờ mình add value nữa thì nó sẽ khó. Và đặc biệt là cái phần tỷ lệ tăng giá của nó đôi lúc nó chưa phải là cái top số 1 về cái việc tăng giá đâu. Nếu anh chị quan tâm đến cái phần mà bất động sản lãi vốn, tức là mình mua 10 đồng sau này mình có thể bán 2-30 đồng, 50 đồng khoảng thời gian sau, thì cái phần này gọi là lãi vốn, thì anh chị hoàn toàn có nhiều cái phân khúc, nhiều phương pháp khác để làm nó tốt hơn. Và hy vọng là cái trọng số về pháp lý anh chị sẽ đặt nặng, sẽ quan tâm đến nó, để khi mình mua tài sản, mình xuống tiền rồi, mình sẽ cảm thấy vui vẻ, an tâm, ăn ngon, ngủ yên. Thì thay vì là mình phải đi theo dự án, phải kiện tụng, phải tranh chấp, thậm chí là quỳ lạy người ta thì rất là cực ha anh chị ha. Rồi, hy vọng là video này sẽ góp cho anh chị thêm nhiều cái phương pháp và có phần gọi là chia sẻ để anh chị ra quyết định nó an toàn, nó hiệu quả, nó chính xác hơn cho tất cả khán giả của Hiệp. Và nếu đây là lần đầu tiên xem kênh của Hiệp thì nhớ bấm nút đăng ký và bấm luôn nút chuông bên cạnh để mỗi khi mà Hiệp có video mới post lên, anh chị là người đầu tiên nhận được thông báo về những video giá trị như thế này nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem. Chúc anh chị một ngày tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.